Hôm nay Huyền sẽ ra Huyền hái cà chua nữa nha cô chú. Cà chua ở ngoài chín quá rồi. Anh Hùng anh đang cắt cỏ ở ngoài. Cái đậu chứ. Sao tắt đi. Ăn lần ít ít thôi trời. Nóng phỏng mỏ. Ổng ăn chè là ổng ăn bánh gì, ổng ăn như là ăn cơm vậy. Trời có mưa mà nó nắng luôn, nó cỏ mà mọc dạ, nha. Mưa 2-3 bữa, nắng bữa cái là cỏ đồ mọc. Trời ơi, có nè. Nó muốn hư luôn mấy em trời, trời lạnh ban đêm á cô chú. Xong cái Huyền không có ra, còn đóng cửa. Cái cây này ở chỗ này nó lạnh không? Nó lạnh, nó héo nè. Còn ở trong thì nó ấm ha. Mà đây nè, anh coi nè. Chín hết chưa, hái không? Hái, em đem rổ ra hái đó. Ừ. Ở đây cô Huyền ra được vài trái dưa leo nữa nghe cô chú. Nè anh. Hết cưng quá. Trời, ốc nó cũng ăn kìa. Đó, mình dắt nó lên đây đi. Cũng ra được vài trái nữa rồi. Con cây cà chua thôi mà ăn không có kịp. Quá trời trái luôn. Cái này nè cả nhà biết sao không, đáng lẽ là mình phải treo nó lên vàng á. Huyền có cái vàng nè. Mà Huyền đi du lịch đó, cái để gửi ông hàng xóm á, khi Huyền về là nó quá trời dưới này rồi, mà đụng vô thì nó gãy tại nó giòn á. Nhẹ nhẹ tay coi chừng nó gãy. Mấy chỗ có nắng thì màu chín ha. Dạ nè, để em cắt cái này nè. Trời này sai rồi, quá trời rồi. Có đem cái rổ ra, bắt đầu Huyền cắt vô nha. Để tủ lạnh cũng được lâu cô chú, để dành ăn sống. Ngon chưa? Trái nó cũng bự quá hả? Dạ, cũng được. Cà này tính ra là cà bi hay cà nho đây? Cà này, đáng lẽ cái trái nó to hơn á. Mà cái này nó sai quá hay sao á? Nhỏ hơn cà mau một chút. Dạ. Ủa, này. Ở dưới nè, cả nhà thấy nó sai giống cái cành nho ghê ha. Cái này cắt vô vài bữa nó chín nè. Cắt luôn nè. Đẹp quá ha. Nhìn thấy nữa nè. Dạ. Quá trời nè. Mấy hôm rồi bán cá, bán nấm, hôm nay bán cà. Đủ loại hết á. Hôm nay mình bán cà chua nha. Quá trời. Hôm bữa hái một rổ mà vô nhà mình ăn chưa có hết, vẫn còn nha. Nè. Tươi. Hái luôn cái chùm này đi. Ở trong nữa kìa, quá trời mà nhưng nó chưa chín. Đẹp. Do ở trong nó thiếu nắng hay gì á. Trời hái đã tay lắm. Nó nhiều quá. Nè cả nhà. Trồng nó nè. Trồng chưa chín rồi sao có mấy trái à? Nhiều lắm anh đây nè. Có bạn nói là do mình tưới nước lên trên trái nó bị nứt á. Vậy hả? Dám lắm rồi. Mà tại vì Huyền tưới là tự động á cô chú. Huyền tưới cái Huyền để cho nó ở trong nhà Huyền dặn thôi. Và ở ngoài này nó tự tưới. Chùm ở trong nè. Dạ. Chắc luôn cái chùm này được không? Cái nào? Đó, cái chùm ở trong. Dạ. Nó chín nó rụng rời hết rồi. Cắt luôn chùm này ha. Chùm đó đó. Ồ, chùm nhỏ ghê không? Đẹp quá. Ở trên đây nó kìa anh. Trời ơi, đây nè cô chú, của nó nằm nè. Hái vô vài bữa nó chín rồi, trời ơi, nó thúi hết rồi. Cái này dục xuống là năm tới nó lên lại. Dạ, mới đây mà được con rổ nè. Cà chua bây giờ ở trong siêu thị bác cũng mắc lắm. Em không biết sao nữa, hôm bữa em đi vô hả là em thấy 5-60 đồng một ký rồi đó. Con gì ăn.
lên. Cái này là Hùng mượn cái cọng dây buộc tàu của anh Hùng về để Hùng câu nó lên. Đây nè, nguyên chùm luôn nè. Thấy không, gãy rồi đó. Đục vô là gãy à. Nó giòn quá. Rất bọc. Ừ. Ở dưới này nè, quá trời nè. Em dục á, mấy cái trái mình nó nứt á. Trời ơi, ở dưới này một lùm luôn nè em. Dạ, nhiều lắm, nó bị úng luôn á. Mà đây đầy rồi. Đường quá. Cà chua này làm món gì ta? Huyền thấy cà chua bi nhỏ nhỏ, cái Huyền định làm mà mất cà chua nữa chứ. Nhưng mà sợ làm mất công rồi không ăn, tốt công, tốt đường luôn. Cắt bỏ bớt nhánh trong này, kéo được cắt. Nó bị lo ra em nữa kìa. Hãy, 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 hãy đi, hãy. Mỗi lần cô Thắm mà ra vườn là nó cũng chạy theo quá nha. Nó chạy vô nè, nó thấy chưa? Lạ lắm. Ngộ này mùa này mà dâu nó ra bông nè cả nhà. Mùa này gần mùa đông rồi mà còn ra bông ha. Quay cho cô chú coi vườn nho của mình nè ha. Đó, đen rồi nè cả nhà. Màu nó đen đậm rồi đó. Thấy chưa? Một tuần nữa chắc thu hoạch được rồi. Đó, cả nhà thấy không? Chùm chùm này đẹp không? Nên bạn thử coi cả nhà. Ngọt chua chua. Chưa ngon gì mấy. Hơi chua, còn hơi chua. Huyền sửa cái cây cà chua lại rồi nè cô chú. Treo nó lên rồi ha. Chỗ nó dài lòn thòn vậy đó. Mà Huyền treo nó lên cái nó cũng bị rụng với lại bị gãy một mớ nhánh đó. Mình cho cả nhà xem nè, cái hôm mà Huyền về á, mình thấy cái cây nó tùm lùm quá, cái Huyền quấn nó lại á, cái này nó bị gãy nè cô chú. Mà nó sống mạnh ghê không, nó gãy nó dính lại còn có chút xíu thôi. Vậy mà nó cũng cho Huyền ra trái quá trời luôn, chùm chùm nè, cái nhánh này nè. Rất là nhiều trái luôn á nha. Đó thì hôm nay Huyền kéo nó lên được nhánh nào hay nhánh đó ha. Chứ để nó nằm tùm lum quá không có đẹp. Nhưng mà Huyền nghĩ vậy nè cô chú, hồi đó mà Huyền treo nó lên chắc nó đẹp lắm luôn á. Trái nè, tỉa mấy trái hư bỏ hết rồi, ốc nó ăn á. Này nè, cưng ghê chưa. Cái này Huyền dưỡng chắc nó cũng tới tháng 11 được á. Huyền xiên ra đóng cửa rồi á, thì chắc nó cũng tốt cho tới tháng đó. Thì nãy Huyền mới có thu hoạch cái cây này không ha, là Huyền được một rổ rồi nè. Còn bên đây là cà chua bi, Huyền cũng thu hoạch nó luôn nha, hái nó luôn đi. Rồi chỗ này thì chắc mấy cái cây này nó tàn hết rồi, bởi vì nó ngay cửa, ban đêm nó lạnh đó cả nhà. Cắt nó nè. Ngon. Giờ mình có thể mình cắt được chùm chùm của nó luôn rồi. Ôi rụng quá. Cắt vậy thì chứ chút Huyền vô mình cũng lật ra hết à. Là mình cắt ở đây luôn á cho nó đẹp á, cho nó gọn mấy cây nữa. Chín hết rồi cô chú. Mấy cái cây này hái thì mất thời gian lắm, tại nó nhỏ quá.
Cả nhà coi nè, đẹp quá ha. Trái nhỏ nhỏ thôi mà. Nó sai quá, trái nó nhí nhí không à. Cái này thường làm salad cái kiểu mà ông hàng xóm bỏ lần nguyên trái vô á, chắc nó đẹp lắm luôn á. Ngon quá. Sẽ cắt cái chùm này nha. Hái đại chùm chùm vậy đi. Trời ơi, ăn không kịp là nó úng quá nha. Đó, bây giờ Huyền sẽ nhổ luôn cái bụi này cho nó gọn nha. Bụi này là cái hạt ngò rí á cả nhà. Đó, Huyền sẽ nhổ luôn. Nhổ rồi cái Huyền vũ hột ra ha, lấy được như lấy. Còn nó rớt xuống đây nè, là năm sau nó cũng sẽ tự mọc lại giống như cái này nha. Cái đó là nó tự mọc đó, chứ Huyền cũng không có trồng á. Với lại cà chua này nè, Huyền đem vô nhà rồi nè, cho cô chú xem. Hai rổ luôn. Ngon cả nhà. Trời ơi, không có một miếng phân nào hết nha, tự nhiên hết á, đã lắm. Ăn nó ngọt ngay à, mình thích mấy trái nhỏ này nè. Nó còn hơi vàng vàng gì á, mình ăn nó giòn giòn bụt bụt ha. Còn mà nó đỏ hơn chút xíu nữa thì nó sẽ ngọt nha. Alex hôm nay giỏi lắm cô chú. Đi học về á, mang tập về vô nữa nè. Tự làm bánh mì nữa chứ. Làm bánh mì mà cũng mang tập về nữa. Ăn ngon á, chủ khen Alex luôn á. Alex làm ngon, Alex tự khen luôn hả? Ừ. Lúc này Alex mỗi tuần là đi đá banh 2 lần nghe cô chú. Mỗi tuần là Alex đi đá banh 2 lần. Huyền muốn tìm thêm một cái môn gì nữa cho Alex học thêm nè. Học môn phụ, Alex muốn học nhảy không hay là Alex học đánh vợt? Đánh tennis. Mẹ biết rồi, bây giờ Alex đi đá banh rồi nè. Một tuần Alex đi đá banh 2 ngày cô chú, thứ hai với lại thứ tư. Xong rồi còn 3 ngày trong tuần nữa, Huyền cũng muốn kiếm thêm một môn nào cho Alex học. Học nhảy thì tuần ngày. À, Alex muốn đi học nhảy hay là đi học đánh vợt? Đánh em một. Ừ? Đánh nhạc. Thì đó, tại mẹ thấy Alex thích nhạc mà, đúng không? Hôm nay nhà Huyền sẽ ăn lẩu nấm nghe cô chú, ăn bao nhiêu nè? Anh nghĩ nhiêu đủ không hay ra hốt nữa? Đủ quá. Ừ, hôm nay Huyền sẽ ăn lẩu Thái nha, nhúng với nấm thôi chứ không có rau gì hết á. Nhà này, nhà Huyền là không có gì ngoài cá với nấm nha cô chú. Hôm nay thêm cái cà chua nữa đó, hôm nay thêm hai rổ cà chua nữa, quá chừng luôn. Huyền đang nấu cái nước lẩu Thái á cô chú, mà nó ít chua, bây giờ Huyền cho lá chua vô nha. Đó, tại vì Huyền thấy cái lá này nè, mình nấu vô thì chắc có thể nó giống như lá giang á cả nhà. Cái lá này cái vị chua nó thanh ngon lắm. Hôm nay thì Huyền có chả tôm nè, mực với lại cá này nè, cá câu nè. Sẽ bỏ vô cho nó chín trước nha, cá nó hơi lâu chín đó. Đây nè. Okay. Wow, đèn lỏng này cả nhà. Tính ra cũng mau sôi quá ha. Đó, hôm nay tụi Huyền ăn lẩu nấm. Ăn lẩu với bún. Sẵn. Có bao nhiêu thôi. Trời ơi, một lẩu nấm luôn. Rửa mất rồi luôn á. Rửa lâu lắm luôn. Nó trượt nước.
Còn cái đồ nấm này mà ra tiệm mà mua nó mắc dữ lắm luôn á nha. À, vừa có nấm vàng vừa có nấm nâu luôn á cả nhà. Này rửa sạch quá nè. Cho em rửa thùng cộng. Tươi nè. Cái này bữa qua mới hái nè. Còn tươi đó cả nhà. Nhưng mà cái nấm này nè cả nhà, Huyền thấy á, mình phơi cho nó hơi héo héo một hai ngày là cái nấm nó dai hơn nha. Còn cái nấm tươi về á, cái này nó dễ gãy nè. Còn cái nấm này là một hai ngày nè. Nó dai em xét được rồi thấy không? Đó xé được từ sớm đó cả nhà. Tại có đủ nè, thấy không? Ừ. Cho nó nóng lên rồi về ăn. Wow, cá thịt dữ vậy nè. Dạ, em với anh con à. Đủ rồi. Với lại, mực với lại còn mấy bọc chả tôm ăn cho nó hết luôn. Đó, hấp dẫn chưa cô chú? Nấm luôn cô chú. Cái này đúng lẩu nấm luôn nè. Không có gì ngoài nấm. Đó, cái nấm này mình để nó một hai ngày nó hơi khô khô lại. Rồi thấy nó ngon hơn nữa. Nó hơi hơi khô lại. Ăn nó dai, nó không có quá mềm. Mời cả nhà ăn lẩu nấm nha. Hôm nay nhà Huyền ăn đơn giản và không có rau gì hết á. Ngoài vườn của Huyền á thì cũng không có còn rau gì hết á. Còn cải xoắn, một chút cải xoắn. Quá tuyệt vời rồi. Ừ. Ăn lẩu hay gì cũng uống bia nha. Trời bắt đầu cũng hơi lạnh rồi cả nhà. Cho nên mình đậu mũ len. Đậu nó len cho nó ấm cái đầu. ăn lẩu nữa là nó ấm hơn nữa nè. Sáng sáng thì nó nóng ha. Chiều tối nó hơi lạnh. Nóng mà mở cái gì? Ngon quá. Thank you. Alex xé. Cái lần muốn làm, cái lần muốn không? Let's go soup. Ok. Sao đi soup với nó? Soup thì lên. Du kan spise litt, så kan vi dra ut og spille badminton. Nei, chả này rất thích nè. Bạn ăn chả này con. Ừ. Hơi ấm lạnh hơn, lần nữa thôi, tự ấm lạnh hơn. Vậy hả? Ấm lạnh nè. Ăn đi cho nó ấm lên. Tự nướng vậy. Ôi mò cái chén có nóng rồi. Mời cả nhà ăn lẩu nha, phải không? Rất trời ạ. Trời nó bình sáng nhiều quá. Mình xin. Mình nước thì mình ngon. Thôi ta lấy cái cục hành cá nè. Cục thịt màu hồng á. Dạ. Bỏ lấy cái chén đi con. Đậu. Đậu cái héo lắm. Mình sẽ nấm mẹ em lẩu mày ngon nhất rồi. Ừ. Ăn. Để mình nhảy mình đo để mùa đông mình ăn. Thì em đang làm khô đó. Nếu mà nó không có nắng nữa là bắt buộc phải sấy. Thì mình phải đem cái máy sấy ha. Ừ. Ăn vô nước. Khô một chút đi. Đâu lúc sáp. Không uống nước sáp được luôn con. Được. Dạ. Có mực nữa nè. Sáng mà nước sáp thì nó hơi ngọt quá con. Trời ơi, ăn nấm kiểu này mà mua chắc nghèo luôn á. Con mặn tươi nó ngon quá. Dạ. Ăn lẩu nó ngon quá vậy anh tươi. Anh Hùng á, cả nhà biết không, ổng thấy nấm nhiều quá, ổng nói là em nấm mình làm kim chi được không, nói trời đất. Hồi nào giờ nấm ai ăn sống làm kim chi trời. Ai biết được đâu. Mình có ổng thấy con chút thôi là kim chi nó xúc quá mẹ. À, và nó không tươi. Trời. Không, mà năm nay ở Nông Nguyên rất là nhiều. Ra. Thấy nhiều người thì hái quá trời không? Dạ. Thôi mẹ chứ bảy mình. Nó có một loại súp nữa nha cả nhà, giống cái này luôn á. Nếu mà mình coi cho kỹ nó dễ lòng, nhưng mà súp đó là nó độc. Thôi em ha. Dạ. Nó rất là độc luôn. Đúng rồi. Cho nên á, khi mà hái rồi á, về mình rửa mình cũng rửa từng cọng. Nhưng mà thật ra mình biết rồi mình cũng khó lộn với cô chú, chỉ có những người không biết á. Thì nó giống hệt à? Không phải là mình nhìn xuống dưới cái bớt buộc khác. Coi dưới đây nè cô, phải sắp nâu không? Đúng rồi, đấy giống nha. Mình coi ở dưới cái nón của nó đó, ta gọi cái này cái nón nè, coi dưới này nè.
không có mũ. Vậy là anh thấy cái mũ nó nè, nó tròn hơn. Đúng rồi. À, nó tròn hơn, nó dày hơn một chút. Ờ, cái nó láng hơn. Đúng rồi, nó đập á. Tức là cái chân của nó thì nó tròn quay à. Nhưng mà người ta rành, người ta nhìn là biết liền hả? Đúng rồi, nhìn phát biết liền à. Mình đi hái hoài, mình quen, mình cũng biết á, cái nhà nhìn cái là mình biết liền. Chỉ sợ là mấy người mà mới á, mới biết mà đi hái á, dễ lầm lắm, nguy hiểm đó nha. Xúc đó nó rất là độc luôn nha, cái nhà nó sẽ hư gan. Ăn vô là hư gan mình đó. Báo nó đen luôn mà. Anh đập á, báo nó đen á. Nếu mà lộn á, ăn với xúc đó là nó hư gan mình đó, nó đập cực kỳ luôn đó. Thì mình cắm vô lần đó nha. Mình quá hồn á, ăn lần rổ vậy. Ghê chưa. Hôm bữa á, nấu canh chua Thái cũng ăn lần rổ vậy. Sợ ăn khó lắm, hết. Hết rồi bữa giờ. Ăn cho nó hết. Hết rồi bữa giờ, nghe mùi à. Nghe mùi à. Mùi gì? Nghe mùi sáng à, nó hết bận rồi nè. Nè cô chú, ví dụ như mấy cái nấm này nè, mình thấy về mình để cho nó hơi khô khô, héo héo chừng 1-2 nắng hả? Rất là ngon luôn, cả nhà thấy không, mình xé đây nè. Còn nó mà tươi mình đụng vô gì nó gãy. Nè, khổ này là mình xé là được cộng cộng luôn. Năm nay có bạn hỏi Huyền xong thấy Huyền đi hái nấm sai xuất. Năm nay mình thấy ít cả nhà. Mà năm nay thì nấm nâu nhiều với lại nấm vàng nhiều ha. Sai xuất nó cũng tùy theo cái rừng mình đi nha cả nhà. Dạ, nhưng mà cả nhà biết không, sai xuất á, nó hư nhiều lắm. Thấy mình hái cả rổ vậy nha, mình thấy có nhiều người thấy đục lỗ gì họ vẫn cắt ra rửa ăn. Nhưng mà ở trong đó cả nhà biết không, nó có giống như là mấy cái con trắng, giống như là trái cây mà có mấy con dòi á, cái kiểu cái con nó trắng vậy đó, thì nó vô nó ăn á. Và cả người nhìn thấy lỗ thì ớn không, nhiều khi cả nhà cắt ra họ là thấy nó cũng bò ra. Còn người ta rửa người ta ăn bình thường, hay là mình thấy cái cơn, mấy cái cơn mà Trung Quốc á cắt ra, thấy người ta làm nấm, người ta ăn, người ta đi hái rồi xong người ta chế biến đó cô chú. Cái mình thấy lỗ nhưng mà người ta vẫn rửa, người ta ăn bình thường thôi ha. Người ta nghĩ chắc là có con sâu thì bắt ra cái kiểu gì. Còn Huyền nhìn thì Huyền hơi kiểu như hơi ngại á. Cho nên là khi mà Huyền hái được, ví dụ như cả nhà nhớ mấy lần trước Huyền hái cả đống phải không, nhưng mà Huyền dẹt ra, Huyền lấy mấy cái mà chỗ không có bị gì đó. Còn chút xíu rồi. Nhưng mà hái nấm sai xúc đã tay. Bự vậy hả? Nó bự á. Hái nó nghe bụt đã. Còn mấy cái nấm này thì nhỏ. Nhưng mà hái thích lắm. Cả nhà mà đi hái nấm rồi là bị ghiền á. Ghiền dễ sợ luôn á. Ghiền cái đi xếp thao nè, rồi đi khí hậu trong lạnh. Dạ. Rồi tìm được nấm nữa. Vui lắm. Vui á. Vui á. Mấy lần trước á, giống như anh Hùng đi hái nấm là mấy lần trước em với anh đi á. Thấy cái tấm nhỏ xíu là cũng lụm, còn bây giờ là lụa. Bây giờ nhiều quá luôn. Bây giờ nhiều quá phải lụa ra. Nhưng mà nó quy cũng tùy theo rừng cả nhà. Ví dụ mình đi hái stand shop á, mình phải đi cái rừng nào mà nó thích hợp của cái nó mặc những cái xúc đó đó ha. Dạ đó thân à. Ngộ đó. Nhưng mà mùa này thì hết rồi ha. Dạ mùa này là qua. Qua rồi. Lại bắt đầu nó ít lại, bắt đầu cái mùa nấm nâu này lên nè. Nấm nâu nè. Anh Hùng giúp mình rửa chén nè. Chén nè, còn ở ngoài trời nè cô chú. Sương mù tới đây luôn rồi. Cái này gọi là mịt mù sương khói nè. Định ăn xong cả nhà nhỏ ra ngoài đánh giọt cho nó tiêu cơm, mà kiểu này sao ra thấy đường đâu nữa rồi đánh. Vô ra cái đường anh thấy được ghế. Anh thấy được tiếng nhỏ mà bèn luôn. Hồi sáng hả, bên Huyền sương mù mà ra hả, ướt hết nệm, hết mấy cái nệm ghế luôn. Đó cả nhà thấy không, mùa này thì nó hay gì nè ha cả nhà. Mình chạy xe ngoài đường đồ ban đêm đồ á, nó cũng kiểu như là nó khó tầm nhìn lắm. Đó thấy chưa, như vậy là còn thấy đó nghe. Nhiều khi nó đặc hơn đó cả nhà, thấy cây đèn đó không, có nhiều khi mình không thấy luôn. Mình chỉ thấy hơi mờ giống như dưới kia vậy đó. Nó còn tối hơn nữa. Ở đây nhìn qua là nhà ông hàng xóm mình ở đó đó. Nhà ông ca tu á. Giỏi chưa? Anh
giao tiêu con. Giỏi quá chừng giỏi. Quá là nè. Bây giờ trở đi là cả nhà ít thấy mái tóc người xưa của anh Hùng lắm nha. Giờ này mũ len này. Ký hợp đồng với bên quảng cáo nón len rồi nha. Ổng là vậy đó. Sợ lạnh quá ác. Bên la. Này.